Hello, xin chào toàn thể tất cả anh em. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em về cái cảm giác lái của WinX với Exciter ở trong đường phố thì sẽ như thế nào. Có rất là nhiều anh em bảo là lái Exciter ở trong phố thì ok hơn Winner. Đó là một cái điều đúng về cái khả năng vận hành, khả năng lái chiếc xe Exciter bởi vì côn nó khá là nhẹ. Nhưng mình đã trải nghiệm những chiếc xe Winner và chiếc xe Exciter rất là kỹ rồi. Trong khoảng gần 10 năm, chủ yếu là dòng xe Winner và dòng xe Exciter thì sẽ cho một cái cảm nhận thực tế để anh em biết được là chiếc xe Winner và chiếc xe Exciter nó có khác biệt như thế nào để anh em biết được. Và đặc biệt là những anh em nào mà chuẩn bị có ý định mua chiếc xe Winner hoặc là Exciter nhá. Khi mà chiếc xe Exciter nó có tiếng rộng nồi rất là nhiều thì anh em mà chạy đường dài thì sẽ thấy nó bình thường, nó không có gì khó chịu. Nhưng mà nếu như mà chạy Exciter mà tắc đường nhiều, mình đánh giá là côn ga và số nó nhẹ hơn Winner là điều đúng. Nhưng để mà công tâm mà nói thì mình thấy là cái chiếc xe Winner, nếu như anh em nào chạy tay côn lâu năm rồi thì lại thích đi chiếc xe Winner hơn là chiếc xe Exciter nếu đi đường phố. Tại sao vậy? Có rất là nhiều anh em sẽ nghĩ rằng là Exciter đi phố sẽ ok hơn. Đó là một cái điều đúng, đúng nhưng chỉ đúng một phần. Khi mà mình chạy Exciter trên đường phố mà tắc đường liên tục thì mình lại thấy rằng là Exciter khi mà đi phố cũng lộ ra một số cái nhược điểm nhất định, mình sẽ chia sẻ ngay bây giờ đây. Khi mà Exciter nóng máy đó thì mình thấy rằng là cái việc mà nhả côn thì nó lại có cái tiếng rộng nồi và mình cảm giác nó bám côn không tốt bằng chiếc xe Winner đó. Mình chia sẻ thật lòng luôn là mình đã từng trải nghiệm chiếc xe Winner và chiếc xe Exciter. Nói về Winner V1 thì không ổn, nhưng mà từ Winner V2 trở đi thì mình thấy khá là yên tâm khi mà chiếc xe Honda Winner làm tốt và cái bộ máy của nó khi mà anh em nhả côn nó bắt côn rất là chắc chắn, kể cả khi mà vào số anh em cũng thấy là rất chắc chắn. Rất là chắc chắn, đó là một cái ưu điểm của Honda Winner. Còn rất là nhiều anh em mới chạy Exciter thì hay bị một cái điều là cảm nhận nó khá là phiêu, khá là bốc ở những cái giải tua đầu và những cái nước lên ga. Tại sao mà nó bốc? Tại vì cái trọng lượng bản thân của nó nhẹ hơn một chút và cái thiết kế của Exciter trọng tâm nó thường thấp hơn và cái ga nó nhạy hơn. Còn về cái số, bộ hộp số của Ad và Winner thì Winner cho cái cảm giác là số nó đã vào thì vào rất là chắc chắn và bám côn rất là chắc chắn. Exciter thì cho cái độ nhanh nhạy, chứ còn thực ra thì cái vào số của Exciter nó không thể chắc chắn bằng Honda Winner. Đó là một điều rõ ràng và chính xác. Còn về cái bộ nhông xích của Exciter 150 thì quá tệ, phải nói quá tệ anh em nhé. Honda Winner thì hiện tại phiên bản Honda Winner X V3 thì đã cho cái sản phẩm nhông xen dĩa phốt cao su giống như trên Exciter 155 VVA. Cái điều này thì khiến những anh em chạy xe côn tay và những em chạy những cái dòng xe côn tay cỡ nhỏ là khá là yên tâm rồi. Có một điều nữa là mình thấy là cái dàn chân thì của Winner thì chắc chắn là chắc chắn hơn của Exciter rất là nhiều, chứ không phải chắc chắn hơn một tí đâu ạ. Chắc chắn hơn rất là nhiều. Có một cái điều nữa, đó là cái khung sườn. Đảm bảo với anh em, kể cả về Exciter 155 VVA mới ra đời, cái khung sườn của nó không bao giờ có cái độ chắc và độ khỏe bằng chiếc xe Honda Winner. Mình dám tin chắc chắn một điều là như vậy. Để những anh em nào có ý định mua dòng xe
Honda Winner và dòng xe SC4 có tham khảo để mình chia sẻ để anh em được biết nhé. Hiện tại thì giá xe Honda Winner rất là hời, chỉ hơn 30 triệu các bạn có thể mua xe Honda Winner V3 mới. Còn chiếc xe Exciter 155 VVA hiện tại thì vẫn khá là đắt so với thời điểm hiện tại, không có rẻ. Nên là nếu anh em nào muốn đi tour xa, sẽ mua Honda Winner, cảm giác lái chắc chắn sẽ hơn Exciter. Còn chiếc xe Exciter nó sẽ cho anh em một cái độ feel. Exciter 155 VVA về cái khả năng vận hành thì ổn hơn Exciter 150 là điều chắc chắn nhé. Nó sẽ bốc hơn, nó sẽ chắc chắn hơn, nó sẽ đầm hơn và ngồi nó cũng cao láo hơn. Dáng ngồi rất là thoải mái. Còn Honda Winner nó có một cái gì đó của Honda, có một cái gì đó mà ở giá vừa rẻ và máy vừa chất, rất là chắc chắn. Về thiết kế thì Honda Winner V3 đã khá là ổn rồi. Để anh em cảm nhận được, anh em biết rõ được mua con xe nào phù hợp với kinh tế, phù hợp với giá tiền, chất lượng, thì nếu nói về độ bền thì mình phải nói rằng là Honda Winner nếu anh em biết chăm sẽ bền hơn Exciter. Mình chơi rất là nhiều đời xe rồi nên là hôm nay mình sẽ nói chắc chắn một điều là như vậy. Và có một cái điều nữa, nhược điểm rất là khó chịu trên Exciter, đó chính là cái dòng xe Exciter lúc mới anh em chạy rất là feel, rất là ok. Nhưng mà khi chạy một vài năm, cái dàn chân của Exciter nó rất là nhão, cực kỳ nhão luôn anh em ạ. Anh em chạy ở một cái cung đường nào mà sóc sóc một chút, hoặc là anh em trở nặng một chút thì anh em đi nó không còn cái độ vững nữa. Đi nó không còn độ vững nên là anh em đi nó sẽ bị phiêu phiêu và nó bập bồng. Nhất là chỗ sóc, cảm giác như anh em có thể là rất là ghê, thật sự rất là ghê. Đặc biệt là đi những cái đường bê tông mà nó hơi dập dềnh một chút, đi Exciter mà tải nặng, cảm giác con xe nó rất là yếu về cái dàn chân. Còn Honda Winner, từ Honda Winner V1, thậm chí 5-7 năm rồi, cái dàn chân của nó quá tuyệt vời luôn, rất là tuyệt vời. Chia sẻ với anh em một điều là vậy. Có một điều nữa ở trên Honda Winner này là cái tay côn của Honda Winner anh em nhé. Cái tay côn của Honda Winner này thì anh em có chạy lâu thì cái tay côn của nó vẫn khá là ổn. Tay côn này khá là ổn anh em nhé. Còn Exciter anh em chạy một vài năm thì cái tay côn này nó rất là nhão, rất nhão anh em nhé. Mình cảm giác bóp rất là chán luôn. Cho nên là anh em là cứ tưởng là côn của Exciter, tay côn của Exciter nó nhẹ, nhưng mà nó lại nhão. Đấy, nó nhão. Còn Honda Winner nó vẫn chắc, vẫn điều độ, vẫn bình thường, nó chỉ giảm đi một chút thôi. Nên là thằng Honda Winner này nó có cái gì đó nó chắc chắn, nó có cái gì đó nó ổn định, có cái gì đó là nó bình thường thôi, nhưng mà nó trâu bò đấy, nó có chất đấy. Xin chia sẻ với anh em là như vậy. Có Exciter đẹp, nhìn bóng bẩy, nhưng mà nó kiểu là cũng to, cũng cao đấy, nhưng mà nó có vẻ là công nghiệp hơn con xe Winner. Nó gần như một con gà lai trọi, một con gà ta có sức đấu đá tốt với một con gà được nuôi theo cái kiểu công nghiệp, trông mã. Chân tay thì rất là đẹp nhưng mà yếu, không có cái độ bền, không có cái độ trâu lì của một chiếc xe chạy đường dài. Và đặc biệt là cái động cơ DHC của Honda Winner nó có gì đó chạy đường dài nó ổn hơn so với chiếc xe Exciter, và nó có cái trọng lượng bản thân rất là chắc chắn. Mình thích Honda Winner V2 là nó có trọng lượng bản thân khá là nặng, nặng hơn cả Winner V3, nên cái độ ổn định thân xe và cái độ đầm của con xe rất là chắc chắn. Hôm nay thì cũng chạy xe rất là nhiều rồi để chia sẻ anh em những cái điều mà mình biết được, cảm nhận được đến mọi người nhé.
Và video clip ngày hôm nay thì mình cũng xin dừng tại đây. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video clip lần sau. Để anh em lựa chọn con xe nào anh em mua, anh em thích, em chơi xe nào hợp lý thì anh em mua. Còn xe nào thì cũng chạy được một cái sự phấn khích hơn những dòng xe ga một chút, bởi vì nó là xe tay côn, nó sẽ cho cái cảm giác lái phiêu hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video clip lần sau.